Hai mọi người, lại là tôi đây. Chiều nay chúng ta sẽ ăn món bánh mì nướng mọi người, với uống trà đá mọi người. Đây mọi người, bánh mì nướng mọi người. Ly trà đá mọi người. Mời mọi người dùng ăn không mọi người. Này bánh mì nướng, bánh mì nướng này có dầu hành mọi người, trà bông, xúc xích mọi người, với chả cá, trứng cút, không biết chả cá. Đúng không mọi người, như tầm khô mọi người, từng đó. Ở ngoài nữa, bánh mì ở ngoài giòn giòn quá, trong mềm mềm, ăn thơm ba mọi người. Mình thơm thơm mà như có thơm bơ, thơm bơ gì. Xúc xích ngon thơm luôn à. Này là thấy trường học không có bán mà. Tương ớt là cao mà. Có khô bò nữa mà. Đậu hồng. Ăn những khác ăn cỡ không? Được. Cái nước khoát nó không làm những bạn của bà Tư. Bà Tư mà làm nước khoát thì ngon. Cứ làm lạ có đồ phẩm ăn nó không thơm nè. Trứng cút mà. Trứng cút. Cốc này vỏ ngoài nó về về cứng cứng mà như chiên hay như chiên sơ hay gì mà cho nên được dạng món này nóng là ngon mà giòn mì giòn. Có khô bò, chả bông, đậu phộng, dầu hành. Bánh mì nướng giòn mà. Trứng cút chiên ngâm ở ngoài vỏ dày dày. Cộng ráng rồi. Trà đá xanh.
thơm luôn rồi. Cái bánh mì nướng này ăn ngon rồi. Cái bánh mì nướng ở ngoài nó giòn, ăn nhìn giòn, giòn mềm mềm luôn. Ăn với mấy cái bánh bình luôn rồi, mấy cái kêu xúc xích luôn rồi, xúc xích chà bông với trứng cốt với kho bò này kia luôn rồi, dầu hành đậu phộng này kia, với tôm khô ngon luôn rồi. À, bánh mì nướng ngon rồi. À, chào tạm biệt mọi người nhé, chúc mọi người có một buổi chiều thật là ngon miệng và có một ngày thật là vui vẻ. Bye mọi người.